Kính chào quý vị đang đến với Việt Nam Top News, chương trình tin tức Việt Nam và thế giới cập nhật nóng nhất trong ngày. Sau đây là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong chương trình trưa nay, thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Chương trình sẽ bắt đầu với những tin tức quốc tế. Nhật Bản sẽ nâng cảnh báo lây nhiễm COVID-19 ở thủ đô Tokyo lên mức 4, mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp của nước này, sau khi ghi nhận số ca mắc mới ở Tokyo tăng đột biến. Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận gần 120.000 ca mắc COVID-19, với hơn 1.900 người thiệt mạng. Theo Nhật báo Nikkei, chính quyền thủ đô Tokyo sẽ đưa ra thông báo chính thức về quyết định nâng cấp cảnh báo trong ngày 19 tháng 11, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh giảm giờ làm. Việc chính quyền Tokyo dự kiến nâng tới hai mức cảnh báo, từ mức 2 đưa ra hồi tháng trước lên mức 4 từ ngày mai, bắt nguồn từ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp kể từ đầu tháng tới nay. Theo thống kê, số ca mắc mới ở Tokyo liên tục tăng vọt và có lúc lên tới con số 393 ca một ngày hồi tuần trước. Điều này buộc nhà chức trách Tokyo phải cân nhắc nâng cảnh báo lây nhiễm ở mức dịch bệnh lan rộng nhằm ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan. Trong khi đó, ở Canada, Thủ tướng nước này cũng đã đưa ra cảnh báo báo động về tình hình dịch COVID-19 do số ca mắc mới ở nhiều khu vực liên tục tăng cao. Theo nhà lãnh đạo Canada, tình hình dịch bệnh tại nước này là vô cùng nghiêm trọng. Thủ tướng Canada báo động về tình hình dịch COVID-19. Theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau, diễn biến dịch bệnh hiện nay đòi hỏi người dân cần tập trung, nỗ lực cho tới khi có vaccine. Cơ quan y tế công cộng Canada nhận định nhu cầu dừng bệnh và điều trị COVID-19 sẽ tăng mạnh trong những ngày tới do số ca mắc mới liên tục phá kỷ lục trong những ngày qua và số ca bệnh nặng có xu hướng gia tăng. Hiện dịch bệnh đã lan mạnh đến hầu hết các vùng của Canada khi thời tiết lạnh giá và mùa cúm đang tới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 4.200 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc bệnh lên hơn 306.000 người, trong đó hơn 11.000 người đã tử vong làn sóng lây nhiễm Covid-19 trên thế giới ngày một phức tạp và nguy hiểm hơn, trong khi các quốc gia phát triển đẩy mạnh việc sản xuất vaccine và gấp rút lên kế hoạch tiêm chủng mở rộng, thì đối với các nước thu nhập thấp, hiện có rất nhiều rào cản khiến hàng tỷ người dân khó có thể tiếp cận với loại chế phẩm phòng ngừa virus SARS-CoV-2 này. Theo sau kết quả thử nghiệm khả quan mới được công bố, những liệu vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Pfizer và BioNTech dự kiến được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong những tuần tới với số lượng cung ứng ban đầu dự tính là khoảng 1,3 tỷ liều vào năm 2021. Trong khi đó, lượng đặt hàng trước đã lên tới 1,1 tỷ liều, đồng nghĩa rằng số vaccine dành cho các quốc gia khác không còn nhiều. Lương trước vấn đề cầu vượt cung khi một loại vaccine được cấp phép. Tháng 4 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã thành lập cơ chế tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, gọi tắt là COVAX. Tuy nhiên, Mỹ, nước đã đặt trước 600 triệu liều vaccine và hãng dược phẩm Pfizer đều không tham gia cơ chế này. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc tất cả các quốc gia có cơ hội tiếp cận công bằng với vaccine là điều tối quan trọng, bởi tỷ lệ bao phủ vaccine có liên hệ với tỷ lệ tử vong vì Covid-19. Theo một nghiên cứu mới nhất, nếu được phân bổ theo quy mô dân số, hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong trên toàn cầu lên tới 61%, trong khi việc phân bổ theo khả năng chi trả chỉ đạt 33%. Cơ quan hàng không dân dụng Mỹ FAA đã chính thức cấp phép bay trở lại cho dòng máy bay 737 MAX của Boeing Co sau lệnh cấm bay kéo dài suốt 20 tháng qua. Đối với dòng máy bay này liên quan đến hai thảm họa hàng không trong hai năm 2018 và 2019. Sau thông báo của FAA, một số hãng hàng không như American Airlines hay Southwest Airlines đã lên kế hoạch sử dụng dòng máy bay này. Tuy nhiên, FAA cho biết vẫn cần phải thông qua chương trình đào tạo bay đối với phi công vận hành dòng máy bay 737 Max cho từng hãng hàng không của Mỹ. Trước khi đưa ra quyết định trên, ngày 30 tháng 9, FAA đã thực hiện chuyến bay kiểm tra Boeing 737 Max kể từ khi dòng máy bay này bị cấm bay từ tháng 3 năm 2019. Trong tháng 9 năm nay, một báo cáo quốc hội Mỹ kết luận rằng hai vụ tai nạn máy bay liên quan tới dòng máy bay Boeing 737 Max tại Indonesia và Ethiopia là do một loạt những sai lầm kỹ thuật của các kỹ sư boeing sự thiếu minh bạch trong bộ phận quản lý của boeing và những tác trách trong công tác giám sát của faa